ra đó là trường hợp của ba chập 3 và 9. Dạ. A không có C nha, có thứ tự là A mà không có thứ tự là C. Thông thường số là có phân biệt với nhau, hoặc là người mà ghi rõ tên, hoặc là người mà ghi rõ thứ tự, người mà có phân biệt nhiệm vụ thì cho mình là A, không nói gì cái chung chung hay là C thì cho. Còn hơn mình làm chọn A là chính cách. Dạ. Đây là một cách nha. À, chọn A, còn hơn mình làm theo kiểu bình thường, chọn A chính cách. Chọn B. Chọn B 8 thôi, vì B là khác A. Rồi chọn C là 7 cách. Vì C khác A, các B là khác nhau đúng không? Vậy đó, đó lại nó có là 9 x 8 x 7 bằng nhiêu? Rồi mình dò đáp án thôi, xem trong 4 đáp án mình đáp án nào nó giống đáp án của mình. Thế 9 x 8 x 7 là bao nhiêu? Rồi mình giờ 4 đáp án đó là bằng 504 mình chọn được chưa? Còn bạn nào mà giỏi rồi thì biết là đây là trường hợp chọn 3 số trong 9 số mà có thứ tự nên là A 39. Bấm máy là B. Máy là bấm 9B3. Được chưa? Nhưng mà vì ở đây đề bài thì chọn không có ghi đáp án là số cụ thể nha, ta chỉ ký hiệu thôi, mình chọn B. Dạ. 14B 15 15 có chừng lừa nha. Thôi Trần bị lừa. Ở đây các bạn là mép bị lừa nè. Tôi mép bị lừa luôn. Dạ. Nếu ta trừ 30 mà cô B nó là trừ 10. Mình cẩn thận một xíu. Dạ. Tại vì cái đề này có khả năng nó sai, còn cái đề bộ cho ra này không bao giờ sai, nên hoàn toàn yên tâm. Mình không có đáp án nữa là mình sạch. Còn những cái đề nó cho là tôi thấy hay hay thì mạng. Cái bạn bè tôi nó gửi, tôi soạn nó cũng có nha. Thì hay hay mình đưa vô, cái khả năng chính xác 100% là hiếm. Cũng có nhưng mà hiếm nha. Rồi bây giờ cái này, cái này nó cho nè, nó cho Z bằng trừ 2 cộng y, nhưng mà hỏi là hỏi z ngang nha. À, hỏi z ngang nha. Vậy z ngang là bằng nhiêu? Đó. Cho z mà hỏi z ngang, mấy số phút này lừa ra đó. Z ngang là số phút liên hợp. Số phút liên hợp thì giữ phần đầu đổi phần sau thôi. Được chưa? Vậy cái tọa độ của nó là nhiêu? Trừ 2, trừ 1. Ghi cho hình này x bằng trừ 2, y bằng trừ 1. Thì là chọn điểm B. Chọn điểm B phở. X bằng trừ 2, y bằng trừ 1. X là trừ 2 thì chiếu vào trục úy. Yeah. Chiếu vào úy. Y trừ 1 là chiếu vào úy. Yeah. Rồi, B đó là mình chọn C. Điểm B là chọn đáp án C.
15C. Tại sao 15D nhỉ? Ô quên. N rồi chứ. Bắt tôi cũng hoa nè. D. Dạ, yeah. X là chữ 2 chiếu vào chữ Y. Dạ. Lâu lâu bị lắc chứ. À, 16. Góc dài là delta. À. Thì muốn tính góc của delta nha. Thì mình tính cos nữa. Thì ra góc của hai đường thẳng chính là chỉ đối nha. Phép u của delta 1 nhân u delta 2 độ dài. Rồi. U1 u2 là hai cái vector của delta 1 delta 2 nha. U1 là bao nhiêu? U1 là cái mẫu của delta 1 á, trừ 2 1 2. U2 1 1 trừ 4. Rồi. 2 trừ 2 1 2 1 1 trừ 4. Đây công thức nha. Cos của góc giữa hai đường thẳng chính là trị tuyệt đối lấy hai vectơ nó nhân nhau chia cho độ dày vectơ này nhân độ dày vectơ kia. Rồi. Vậy u1 nhân u2 sẽ bằng cái gì? Nhân dọc cộng lại nha. Trừ 2 nè, nhân 1 cộng 1 nhân 1 2 nhân trừ 4 bằng nhiêu? Trừ 8 với trừ 2 là trừ 10, trừ 11 là trừ 9. Yeah. Rồi độ dài u1 tức là căn trừ 2 bình 1 bình 2 bình trừ 2 bình 1 bình 2 bình căn 19 là 3. U2 căn 1 bình 1 bình 4 bình. Nhiều 16 với 2 18. 18 là 9 x 2 tức là 2 căn 3, 3 căn 2 chứ. Dạ. Yeah. Rồi. 3 căn 2. Đúng không? Đúng rồi. Rồi thay vào đây. Thay vào đây nha. Trừ 9 mà trong gì đối? Dạ. Yeah. Để lấy dương nha. Độ dài u1 là 3 trên 3 căn 2 bấm máy dương tức là 1 tức là căn 2 chia 2. Dạ. Yeah. Bấm chip code. Rồi chip code ở trên đây nha, xuống đây nè. Quay cái góc delta 1 với delta 2 bằng chip code. Xếp cốt căn 2 chia 2 bằng nhiều update xếp
cốt căn 2 chia 2 thì là 45 độ. Chọn B. Dạ. Mười sáu B. Lý. Mười bảy. Cho test cầu hai test ngang bằng 6 cộng 2 yeah. Ở tìm test nha, hỏi test bằng nhiều cái bài này phải đặt hơn những cái bài mà có test và test ngang là phải đặt. Test bằng A cộng B, nhớ AB cộng L nha. Nếu mình giải AB là số phức nữa là sai, số phức trong số phức là sai. Rồi bên đây là trên đây mang xuống nha, A cộng B cộng 2 là xếp ngang. Xếp ngang là cái gì? A trừ B đúng không? Dạ. Bằng 6 cộng 2 dạ. A cộng 2A là 3A, B trừ 2B là còn trừ B. Dạ. Thực bằng thực, ảo bằng ảo. Trừ B bằng 2. A bằng 2, B bằng trừ 2. Rồi tại độ nào 2 trừ 2 là A. Là A ha. Xem biết được mấy phút rồi. Rồi làm trong câu 18 nó nghỉ. Mệt quá à, đề này nó hơi lằng nhằng, không có ngon như mấy đề trước. Đề 1, đề 2 thì dễ đâu. Đề 3 là thầy cho mấy thi thử đó. Còn đề 4, đề 5 nữa. Đề 6 thì nó khác biệt. Cho làm ở đây 18 tìm giao điện của D với B đúng không? D nó cho là x trừ 2 nè, trừ 1 nè. Rồi bằng B x cộng 2y trừ z trừ 5 bằng 0, x cộng 2y trừ z trừ 5 bằng 0. Rồi mày tìm giao điểm à, giao điểm đặt tên giao điểm là A nha. Tìm A bằng D giao với B. Cái D nó cho dưới dạng như vậy là cho dạng chính tắc, xài không có được. Mình đổi về tham số nha. Rồi cái điểm đi qua, khi đổi về tham số thì viết cái điểm đi qua ở trước nha. Điểm đi qua nó là đổi dấu ba số ở trên, được chưa? Điểm đi qua là 210, đổi dấu qua số ở trên nha. 210 210 thì phải ghi các tên chỉ phương là ba số ở dưới nhân thêm t trừ 1t 2t
2 T. Dạ. Rồi thay vào B. Thay D vào B. Được chưa? Rồi 2 trừ T thay vào X. 1 cộng 2 T thay vào Y. Hai t thay vào z trừ 5 còn 0 đó. Rồi đếm cái t nè, 4 t, 4 t trừ 2 là còn 1 t. Số 2 cộng 2 là 4, 4 trừ 5 là trừ 1, trừ 1 chuyển qua t là 1. Rồi thay vào D, thay vào D suy ra X bằng Y bằng Z bằng, thay T 1 ở đây là 1, 1 ở đây là 3, 1 ở đây là 2. Cho đáp án nào 1, 3, 2 D. À, cho xem khớp không? 8D khớp. Rồi clip sau bài tay. Rồi câu 19. Bất phương trình này có bao nhiêu bình nguyên? Bất phương trình là mẹ xoay X bình nguyên và X. Cái gì bất bất đó cũng vậy. Bất đẳng thức đó cũng vậy. Trước tiên là điều kiện nha. Điều kiện X bình trừ 3X là phải lớn hơn 0, 9 trừ X là phải lớn hơn 0. Bài này không có dò đáp án được nha. Nó hỏi bao nhiêu người là thấy thua rồi đó. Này là bảng xét dấu, nghiệp là 0 với 3 nè. Có máy biết ha, nghiệp là 0 với 3. Rồi à, trong trái ngoài cùng. Rồi lấy dương đúng không? Tức là X. À, ghi X thuộc đi ha. X thuộc, chiều dưới cực với 0 hợp với bao nhiêu cực. Này là X chọn 9 đúng không? Chuyển chữ x qua là x chọn 9 thì ghi ra chữ dài tập hợp tức là x thuộc chữ vô cực đến 9 giao lại. À, không và ở trên là từ vô cực đến 0 nè, bao nhiêu cực nè, ở dưới là nhỏ đến 9 nè, giao lại được chưa, để phần nào. Lấy vô cực đến 0, lấy thuộc, chiều vô cực đến 0 nè, lấy phần này nha, lấy phần này. Giao lại đó là thấy cái phần chung nhau á, phần này chung nhau nè. Đó, lấy phần này. Rồi lấy phần này nha. Từ 3 đến 9 hợp lại nha. Đồng biến nghịch biến là chữ và hoặc là chấm phẩy. Còn khi mà giải tập hợp á chữ u ha. Rồi
Rồi giải cái mồi nha. Đưa về cùng cơ số 4 là sao? 4 là 2 bình đúng không? 4 là 2 bình. X bình trừ 3X lớp 2. Rồi đưa 2 ra ngoài thành 1 phần 2. Khi em luyện đó thì luôn luôn nó có cái câu nói như vậy: hãy để mồ hôi rơi trên trang giấy đó, còn hơn là giọt nước mắt rơi trên bài thi đó. Nghĩa là bây giờ thà mình làm cực chút mệt chút nhưng mà mình thâu tóm được rộng kiến thức, còn hơn tới lúc mà thi thiệt gặp những bài lạ quắc chưa làm bao giờ, lúc đó khóc tiếc là tại sao những lúc rặn ràng như thế này mình không luyện nhiều chút đó. Đừng để giọt nước mắt rơi trên bài thi mà hãy để giọt mồ hôi rơi trên trang tập cũng được, trang giấy. Rồi nhớ cái mũ hai nè, mang ra ngoài thì phải nằm ở dưới nha, thì nằm mũ hai trên đây là mang ra ngoài nằm ở trên. Và tiếp tục hai ý mẫu nha, chuyển vế đổi dấu, xin lỗi, đang chia chuyển qua thành nhân cộng trừ chuyển vế với đổi dấu, đang chia chuyển qua thành nhân có gì, lớp cơ số 2 x bình trừ 3 x lớn hơn rồi số 2 đây là tiếp tục thảy vào này, được quyền làm bài thì được thảy vào, nhưng mà khi mang ra phải có dấu chỉ tuyệt đối nha. Và khi đó hai cái lớp này không còn số diện trước hết, cùng cơ số bỏ. Lưu ý nếu cơ số mà nhỏ hơn 1 á thì phải xoay chiều, còn cơ số lớn hơn 1 thì cứ bỏ là bỏ luôn ha. Chín. Cái này mình vừa nhớ 81 trừ 18 cộng x bình rồi rút gọn lên chuyển qua bên trái, trừ 18 x chuyển qua trái là cộng 18 x, 18 x trừ 3 x là khoảng 15 x lớn hơn 81. Chạy tiếp ít lớn hơn bao nhiêu? 81 chia 15 87.5. Là mình phải so điều kiện. So điều kiện nào? So điều kiện sao nha? 87.5 cân bằng nhiêu ta? 5.4. Nó là 5.4 luôn đó, nó là gần bằng nữa. Rồi so nè. Giờ mình có khúc này đúng không? À. Nhưng mà số quan trọng là 0 3 9 đúng không? Bây giờ thêm cái là 27/5 9. Điều diễn này nha, chưa có đến 0 nè, từ 3 đến 9 nè. Yeah. Giờ đề bài mình giải được là x lớn 27/5. Được
Dạ. Giờ mình sẽ lấy đề ở đây thôi. Dạ. Suy ra. Cho điều kiện suy ra cho tương đương nha. Suy ra x lớn hơn 7/5 nhỏ hơn 9. Có nghĩa là này là 5/4 nè. Rồi bao nhiêu? Mình suy ra mà x nguyên đúng không? X nguyên vậy là 6, 7, 8, không có lấy 9 nha. Chia 3, giá trị. Vậy 19D. Mình trả đoán D, được chưa? Hàm số x mũ 3 trừ 3x mũ n có mấy điểm cực trị? Mấy cực trị? À, vậy trước tiên mình phải tìm được tập số định của nó. Nhắc lại tập xác định của hàm y bằng cái biểu thức nha, mũ nè, dạ mũ số đó, mũ số biểu thức x tùm lum hết mũ số nha. Mình có cái đề dạng hàm đó là y bằng số mũ x, này là hàm mũ, số mũ x là hàm mũ, còn một đống x mũ số người ta gọi là hàm lũy thừa, khác nha. Thì cái số này nè, mũ số đi, cái mũ này mũ nguyên dương tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 số đẹp đẹp á, được chưa? Thì tập xác định là d bằng r là cỡ nào cũng xác định hết, còn mũ nguyên âm cái mọc đơn này khác không, cái biểu thức là khác không, còn mũ không nguyên là phép phẩy phân số căn bi e cha, phép phẩy là ví dụ như 3.7 nè, ví dụ như căn 5 nè, đó hay là phân số là 3/2 nè, hoặc là âm cũng được nha, cộng trừ 3/7, cộng trừ căn 5, cộng trừ 3/2, hoặc là cộng trừ b, hoặc là cộng trừ e, đó không nguyên rồi. Nguyên dương là 1, 2, 3, nguyên âm tức là -1, -2, -3 trên về bài này mũ e là mũ không nguyên, mũ không nguyên và suy ra điều kiện của mình đó là x mũ 3 mũ không nguyên thì sao, quên, mũ không nguyên thì suy ra cái ngoặc đơn này phải lớn hơn không nha, lớn hơn không luôn, không bằng không nha, x mũ 3 trừ 3x lớn hơn không. Có bạn hỏi ủa ta người ta kêu tìm cực trị mà thầy tự nhiên sao thầy tìm tập số định? Muốn tính đạo hàm là mình phải biết chỗ nào nó xác định, chỗ nào nó không xác định. Xác định là sao? Nghĩa là chỗ nào nó xuất hiện, nó tồn tại, còn chỗ nào nó không bao giờ tồn tại. Thấy chưa? Giống như mình hay nói những tình huống á, nếu tôi có 1.000 địa điểm địa tỷ thì tôi sẽ cho bạn 1 tỷ. Nếu mà mình có 1.000 địa điểm địa tỷ thì cái đó điều đó chắc không xảy ra rồi, thấy chưa? Không tồn tại. Là nói những chuyện biết con thì không được, mà nói chuyện gì
có xảy ra rồi đó. Nếu trời sập thì tôi sẽ dắt bạn đi uống trà sữa, thì chắc là mãi mãi không bao giờ dắt bạn uống trà sữa. Tức là mình đưa ra những cái tình huống không bao giờ xảy ra. Tìm tập số định tức là tìm những cái nơi mà hàm số nó xuất hiện, nó có, còn những chỗ khác mà nó không có, thành ra mình có tìm được chuyện cũng được ha, phải tìm tập số định trước. Rồi giải cái này thì cũng là phải xếp dấu thôi. Nó có 3 nghiệp nha, 3 nghiệp. Nghiệp không, nghiệp trừ canh 3 là tại chú nhậm ha, cho rút ít cho nó bằng không thì là không nè, cộng trừ canh 3. Ít mũ 3 là dấu cộng, dấu cộng đây là dấu cộng, trừ, cộng, trừ. Đề bài lớp không lấy dấu cộng đúng không? Rồi chỗ này, lấy chỗ này phải suy ra tập xác định là những cái khúc này. Trừ căn 3 đến 0 là 1. Tập số lượng thì mình cứ u nha. Đồng biến, nghịch biến thì chấm phẩy hoặc là và. Rồi căn 3 đến dương vô cực. Rồi sau đó đến đầu hàng y phẩy cái này là nó dạng dạng là u u giống như u mũ alpha đầu hàng chưa. Alpha là con số bình thường hoặc là con số âm, con số nguyên, con số phân số cũng được. Thì mình cứ đưa alpha ra phía trước. Nhân cho u mũ alpha trừ 1. Nhớ nhân cho u phẩy. Có nghĩa đưa số ra phía trước, ví dụ nha. U mũ 3 phần 2 vào hàm ra gì? Thì đưa 3 phần 2 ra phía trước. Đồng thời 3 phần 2 trừ 1 đi đúng không? Trừ 1 đi đó là 1 phần 2. Nhân cho u phẩy. Đó, hiểu rồi. Đó. Bây giờ nó quạch hơn. Đạo hà. Mình sẽ đưa e ra phía trước. Mũ bớt 1. Tại vì số này số 6. E là 2, 17 mấy, 6 mình cứ đi thôi. Nhân cho x mũ 3 trừ 3 x phẩy bằng cái gì? E ba x bình trừ ba cho bằng không. E là con số chia qua không, cái này cũng dương, e là số dương nha. Cái gì mũ e mũ trừ một cũng dương hết, chia qua không thì bằng không, thì mình sẽ có là ba x bình trừ ba bằng không, tương đương bằng cái gì? 1 với trừ 1. Được chưa? Rồi, so tập số định nè. So lên đây nha. Dạ. Thành phố bô đây nè. Nhà vài câu. Cái đề này nó hơi làm nhằn tắc rối xíu, đụng đến kiến thức cũ nhiều quá. Thật ra em chịu khó nha. Rồi, 1 nó nằm theo căn 3 là 1,7 mấy á. Thấy chưa? Căn 3 là 1,7 mấy á. Vậy 1 không có nằm trong cái đám này nha. 1 cũng không nằm đám này luôn. Giờ loại trừ 1. Trừ 1 nằm theo. Có. Dạ. Thấy chưa? Vậy suy ra mình tìm được có 1 vị trí thôi. Suy ra 1 vị trí. Suy ra một điểm cực trị, tìm được một ít, tức là một điểm cực trị, nhưng mà ít này là nghiệp thường nha, đôi khi nó dài nghiệp nghiệp kép á cũng loại luôn nha, hầu điểm trị. Rồi cho 20D mốt dễ rồi thì v bằng cái gì?
Vì con run từ ít nhỏ đến ít lớn, từ 0 đến 2 cái y bình phương. Nhớ là phải có bi nè, phải có bình nè. Đó, nhớ như vậy. Bằng cái gì? Dạ, phải có bi, phải có bình. Đó, nhớ thể tích là phải có bi của bình. Thể tích tròn xoay á, thì nó phải tròn tròn là có bi. 20 mũ 2, mũ của mũ là nhân. Dạ. Nhân 20. Mình lấy 2 mũ 2 trước. 2 mũ 2 là 4. Ít mũ sau cũng được đúng không? Rồi ra vậy, chọn nào? Chọn D ha. D. BC chắc chắn là loại rồi vì BC không có bi. D. Dạ, 21D. Rồi, làm đến chắc hết vài câu thôi nghỉ. Đề này dài quá. 22. Âm 2 là y bằng trừ 2fx. Đầu mình biến trên đâu? Ký thuộc đâu? Dạ, cần biến ký thuộc phải màu. Rồi tính y phẩy thôi. Y phẩy số thì viết lại nè. Đạo hàng, em biết thôi. Đồng biến là phải lớn bằng 0. Thì chưa? Khi y phục khoảng nào? Bây giờ trừ 2 là số âm đúng không? Chia qua lên đây phải xoay chiều. Tức là f phải x phải nhỏ bằng 0. Khi y phục khoảng nào? Còn nhìn trên hình coi. Tức là từ hình nha, từ hình đi ra là cái y của mình á đi xuống khi x thuộc khoảng nào. À, cái đồ này mình sao để làm về đi. Cái y phẩy mình đi xuống trên đâu? Xin lỗi cái y nha, cái đồ thị nè. Dạ. Đi xuống trên đâu? Khúc này đi xuống thôi. Khí thuộc phản nào? Khí nằm ở lên đây đúng không? Khí nằm đây đó là được 0 đến 2 đó. Dạ. Trả lời là khí thuộc 0, 2. Dạ. Yeah. 02. Rồi. Nhớ nè, đồng biến với phản lớn. Đồng biến. Trên cái khoảng lớn thì cũng đồng biến trên những cái khoảng nhỏ hơn. Được chưa?
Dạ. Nó đồng biến đến khoảng 0,2 thì nó sẽ đồng biến trên những khoảng nào nhỏ hơn nằm trong 0,2. Rồi xem 4 đáp án này. Thằng nào lọt trong 0,2? A đúng không? A là 0, 1. Xin lỗi, A là 1,2. 1,2 nó chui tọt vào trong 0,2. Đồng biến từ 0 đến 2 thì những cái khoảng ở trong trong nhỏ 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 sẽ đồng biến. Rồi câu 23. Làm phút nữa là nghỉ. Xuống trước đi. Rồi rồi 5 phút nữa. Rồi. Vậy nó hỏi bao nhiêu tiền cạnh đâu? Mình tìm tiền cạnh đứng chứ. Muốn tìm tiền cạnh đứng thì cho mẫu bằng không. Được chưa? Cứ cho cái mẫu số bằng không. Tức là x bằng 1. Rồi mình thay. Thử nha. Thử. Thay lên tử. Thử vào tử. Nếu tử bằng không thì loại. Thay số 1 ở đây. Thấy nó khác không mình nhận. Được chưa? Nhà 1 tìm cận đứng. Suy ra 1 tìm cận đứng x bằng 1. Rồi tìm cận ngang y bằng x trên với x dưới. Lưu ý x trên là những thằng có x. X bình trong căn cũng là x nha. Nhưng mà lấy gì tuyệt đối. Đại khái là những cái số bỏ đi. Đó. Thằng nào là số bỏ hết lên chiều dưới x này thôi. Cùng bằng với nhau đi. Rồi căn của x bình là chuyển đổi của x. Chia x. Được chưa? Rồi nó sẽ là hai tình huống. Y sẽ bằng hai tình huống. Hoặc là bằng hai tình huống nha. Hoặc là y bằng yêu cầu. Bỏ tuyệt đối ra cộng trừ nha. Bỏ tuyệt đối ra cộng trừ. Đó, bỏ tuyệt đối ra cộng trừ. Biết là 2 x, 2 x chỉ là 2. Ý chỉ là 0. Thì 2 thì mình ngang. Y bằng 2, y bằng 0. Thì tổng cộng mấy điểm cạnh? Tổng cộng có 3 điểm cạnh cộng B ha. Yeah.